Nay chúng ta bắt đầu là làm cái bài kiểm tra học kỳ 2 đề mới nhất mới được soạn luôn ạ. Ở ngay câu cái đề này chúng ta là có 40 câu. Được soạn theo những cái mới nhất và những cái câu mà chúng mình dự đoán sẽ có trong đề thi cuối học kỳ 2 năm nay các cháu. Hãy share video này bởi vì đây là một video free và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này vậy ạ. Chất này có tên gọi là gì? Và rất nhiều cháu tô đáp án A. Và rất nhiều cháu toang bởi vì câu này viết sai lỗi chính tả. Chúng mình vừa mới chữa một cái đề tổng ôn của một cái đề cương của một bạn học ở trường Việt Đức và cái đề đấy làm sai rất là nhiều. Chúng mình thấy rằng là có những cái mà không thi nhưng mà các bạn vẫn phải học, rất là khổ thân ạ. Anh này không thể là metanol được, tại vì metanol là gì ạ? Metanol là CH3OH cơ ạ. Toang ạ, không thể là metanol ạ. Không thể là alcometric, tại alcometric cũng là CH3OH ạ. Được chưa? Vậy ở đây nó chỉ có thể là gì ạ? Chỉ có thể là etanol thôi, CH5OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án đúng ở đây chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng ở đây là đáp án D, ok ạ, rất là dễ phải không ạ? Đấy thì trong cái phần mà thi học kỳ 2 chúng ta ấy, thì có một số trường thì là thi chỉ đến ancol thôi, còn một số trường thì lại thi đến acid và anhydride. Thế thì ở đây chúng mình làm trọng tâm nhất là ancol ạ, được chưa? Thế thì câu số 2 là câu công thức phân tử của acid acetic, thì cái công thức phân tử của acid acetic này nó rất hay thi ạ. Nó rất hay thi là bởi vì là nó có cả chương trình lớp 11 và có cả chương trình lớp 12, nên các cháu chú ý nhé. Ở đây mình có này, công thức phân tử của axit acetic, thì axit acetic là có nhiều trong chanh và có nhiều trong giấm, vì vậy nên công thức của cháu nó là CH3COH, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu à. Và có rất nhiều bạn thì nhầm sang đáp án B. Đáp án B này là gì ạ? Aldehyde formic ạ. Ok. Đáp án C chúng ta là aldehyde acetic các cháu nhé. Đáp án C là aldehyde acetic, các cháu nhớ chưa? Đáp án D chúng ta là anconetylic, chúng ta vừa mới viết xong. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A nhé. Rất nhiều cháu bị nhầm anh này thì anh này rất là hay thi. Các cháu nên là cố gắng nhớ luôn tên để cho chú Minh ạ. Hãy tag giúp chú Minh các cái bài bị mất gốc của các cháu vào trong video này với ạ. Bởi vì đây là những cái video mà những 10 câu đầu tiên là 10 câu dành cho các bạn bị mất gốc ạ. Ok ạ, cảm ơn các cháu ạ. Nó sang câu tiếp theo, câu số 3. Câu tiếp theo câu số 3. Cho ancol tên nào dưới đây ứng với ancol trên? Ủa, cái phần gọi tên là phần cực kỳ hay và rất nhiều cháu dễ bị sai ở trong phần gọi tên này. Các cháu chú ý nhé. Ở trong phần gọi tên này mình có này, mình phải gọi tên thật chuẩn. Nếu không là toa ngay. Đây chúng mình sẽ vẽ lại cái này cho các cháu nhìn. Đây, đây, đây. Vậy thì ở đây các cháu sẽ trả lời cho chúng mình câu hỏi là mình sẽ đánh số từ bên trái sang hay đánh số từ bên phải sang ạ? Lúc này chúng ta đánh số từ bên trái sang hay bên phải sang ạ? Đấy, cái việc mà đánh số bên trái sang hay bên phải sang nó cũng quyết định cái việc mà cháu gọi tên anh này có đúng hay không. Thế ở đây nhá, nếu mà chúng ta nhớ rằng là ưu tiên đầu tiên cho việc đánh số là đánh số cho nguyên tử carbon gần nhóm trước nhất. Nhớ chúng mình là nhấn là đánh tên cho gần nhóm trước nhất. Vậy đây là một này, đây là hai này, đây là ba này, đây là bốn này, đây là năm à. Vậy là hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có là anh này là gì ạ? Bốn metin ạ. Bốn, chú ý phải có dấu gạch nhá. Đây, bốn này, metin này, các cháu nhìn rõ chưa? Bốn metin, được chưa? Đếm này, me, em phải bón phân. Vậy là gì ạ? Pentan, được chưa? 4 metin pentan, 1 on, 1 ôn. Được chưa? 4 metin pentan, 1 ôn. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B bò các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án B đúng rồi, chính xác, và đánh số từ bên phải sang các cháu ạ. Đây là một hãy share video này bởi đây là một video free dành cho tất cả các cháu. Giúp chú Minh tag những bạn bị mất gốc của các cháu vào đây bởi vì đây là một chiêu skill cực kỳ kinh điển của chú Minh ạ. Một skill cực kỳ kinh điển của chú Minh sẽ được nói ra ở ngay đây ạ. Các cháu nhìn nhá. C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol? Mất gốc cũng học được nhá. Mất gốc cũng học được ở trong cái bài giảng ngày hôm nay ạ. Các cháu nhìn kỹ và nghe kỹ này. Ở đây chú Minh có một cái skill cực kỳ kinh điển về tìm đồng phân. Và sẽ chinh phục mọi nỗi sợ tìm đồng phân của các cháu. Đó là chiêu 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy ở đây chúng ta có 4. Đây, 4. Vậy chúng ta có 4 đồng phân. Chọn ngay được 4 ạ. 3, 4, 5, 2, 4, 8 các cháu ạ. Rất là dễ thôi ạ. Thế còn những cháu nào vẫn muốn viết các đồng phân ra thì chúng mình sẽ viết cho các cháu xem nhá. Chúng ta đúng chuẩn là có 8 đồng, chúng ta đúng chuẩn có 4 đồng phân luôn. Anh đầu tiên C, 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 OH cắm đây là một đồng phân ạ. Anh thứ hai C, 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 OH đứng đây là hai đồng phân ạ. Anh thứ ba C, 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 OH cắm đây là ba đồng phân ạ. Anh thứ tư C, 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 OH cắm đây là bốn đồng phân ạ. Các cháu thấy kinh khủng không ạ? Bốn đồng phân thì với bình thường các bạn phải viết ra. Còn những bạn nào mà học skill trong cái khóa của chú Vinh thì chỉ cần 3, 4, 5, 2, 4, 8 là chọn được 4 đồng phân luôn. Rất là kinh điển ạ.
Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây, bởi vì đây là một video mà chú Minh hướng dẫn cho các cháu chống mất gốc hóa. Đấy, để cho những bạn đã có điểm hóa bị thấp thì không sợ bị điểm thấp nữa. Còn những bạn nào mà đã điểm cao thì điểm cực cao hơn ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh ạ. Đây là buổi học về kiểm tra đề học kỳ 2 mới nhất dành cho các cháu học sinh lớp 11 ạ. Câu số 5, ancol nào sau đây không hòa tan CH2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam? Cái phần này nó hỏi một phần kiến thức mà chắc chắn có ở phần cuối học kỳ 2 lớp 11 và đầu học kỳ 1 lớp 12. Rất là quan trọng ạ. Rất là quan trọng các cháu ạ. Đây nhìn nhá, ancol nào sau đây không hòa tan CuOH 2 lần? Thì các cháu nhớ cho chúng mình này, ancol mà tác dụng được với CuOH 2 lần mà tạo thành dung dịch màu xanh lam nhá, dung dịch màu xanh lam thì khi và chỉ khi ancol đấy, khi và chỉ khi là ancol đấy là đa và kề. Đa và kề. Ở đây từ đa có nghĩa là có nhiều hơn hai nhóm OH. Từ kề là phải có hai nhóm OH nên nó phải làm sao ở cạnh nhau ạ. Các cháu nhìn kỹ nhá. Ở đây chúng ta có này, propan 1,2,3 trion. Propan 1,2,3 trion. Đây các cháu nhìn đây. Đây. Đây các cháu nhìn thấy chưa? Đúng là đa chưa và kề chưa? Vậy thì chắc chắn là thằng này làm hòa tan dung dịch thành màu xanh lam. Mời ở đây đề bài nói chúng ta là không nhá. Vậy loại đáp án A. Vậy loại đáp án A. Ok ạ. Propan 1,3 dion, propan 1,3 dion. Đây ạ, các cháu thấy cái tên gọi hữu cơ rất là quan trọng. Nếu cháu mà không biết gọi tên thì coi như các cháu toang đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy propan 1,3 dion, anh này là có đa nhưng không kề. Không kề thì sẽ không thể nào, không kề thì sẽ không thể nào mà hòa tan được CuOH lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok chưa? Cái anh A này chúng ta có một tên gọi khác, bonus tên cho các cháu là glycerol một chất, và sau này lên lớp 12 chúng ta học rất rất nhiều ạ. Cái anh chất D này chúng mình bonus cho các cháu tên của nó là ethylene glycol. Lên lớp 12 chúng ta cũng học rất nhiều về anh này ạ. Các cháu lưu ý cho chúng mình nhá. Câu số 6, một câu mà cực kỳ hay ạ. Câu số 6, một câu cực kỳ hay ạ. Hello, chào tất cả các cháu ạ. Chào mừng các cháu đến buổi học ngày hôm nay của chú Minh ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Hãy giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc vào trong video này bởi đây là những cái skill kinh điển của chú Minh dành cho những bạn bị mất gốc ạ. Câu số 6, cho 1 gam dung dịch formalin. Dung dịch formalin, thế các cháu nhớ cho chú Minh nhá. Formalin đây, dung dịch formalin này HCHO, ở trong này là HCHO và ta trong nước. Vậy bản chất của nó là HCHO mà tác dụng với, thì các cháu nhớ chú Minh nhá, một thằng hắc chó này này, đặc biệt là một con chó thì cắn hai cái đít bạc, được chưa? Một con chó thì cắn hai cái đít bạc, nhưng riêng thằng hắc chó nó cấu trúc thế này này, riêng thằng hắc chó nó cấu trúc như này, đây ạ, đây là một con chó hai đầu, một con chó thì cắn hai thằng bạc, vậy bây giờ một con chó hai đầu thì cắn bốn thằng bạc, vậy đây là một thằng này tráng bốn bạc, các cháu nhớ nhá. Vậy thì hoàn toàn đây đề bài cho chúng ta là 5,4 gram bạc, được chưa? Đề bài cho chúng ta là 5,4 gram bạc. Chúng ta tìm được số mol bạc là bằng 5,4 chia 108 thì bằng bao nhiêu ạ? 5,4 chia 108 thì bằng 0,05 mol ạ. 0,05 mol bạc. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta suy ngược lại được số mol của anhydride bằng 0,05 nhân 1 chia 4. 0,05 mà nhân 1 chia 4 thì bằng bao nhiêu các cháu? Đây ạ, 0,0125 ạ. 0,0125. Vậy ở đây là 0,0125 mol. À đấy, được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng nhá. Khối lượng HCSO bằng 0,0125 nhân với lại anh này là bao nhiêu ạ? 30 ạ. Bằng đây 0,375 gram. 0,375 gram. Vậy tới đây chúng ta tìm được đồng bộ phần trăm. Các cháu mất gốc ơi, các cháu nhớ này, C phần trăm thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân với 100%, các cháu nha, các cháu nhớ nhá. Vậy đây M chất tan là bằng 0,375, M dung dịch đề bài cho ta bằng 1 gram nhân với lại 100%, thế là mình tìm được bằng 37,5%. Đáp án đúng là đáp án B, được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, các cháu mất gốc nhá. Đấy, các cháu thấy dễ không ạ? Ở đây chú Minh coi như là một lần tổng ôn lại hết tất cả mọi thứ kiến thức dành thi học kỳ 2 cho các cháu ạ. Các cháu chú ý nha. Các cháu chú ý là cái việc mà các cháu comment nhiệt tình đáp án thì sẽ giúp cho chú Minh sau này sản xuất những cái video có thể tốt cho các cháu hơn và xịn sò hơn dành cho các cháu ạ. Ok, sang câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Trong số các phát biểu sau về phenol thì các phát biểu đúng là
Phenol tan ít trong nước, đúng, nhưng tan nhiều trong dịch HCl, toang ạ. À, phenol không tan trong HCl ạ. À, hai ạ, phenol có tính axit, đúng ạ. Phenol có tính axit. Dung dịch phenol không làm đổi màu quý tím. Dung dịch phenol không làm đổi màu quý tím, đúng ạ. Đúng không? A2 đúng ạ. Ok. Câu số 3. Phenol dùng để sản xuất keo dán và chất diệt nấm mốc ạ. Phenol dùng để sản xuất keo dán và chất diệt nấm mốc, đúng ạ. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ benzen, chính xác. Bởi vì thế này, phenol mà tác dụng với brom là tác dụng điều kiện thường, còn benzen thì không tác dụng với brom mà điều kiện thường. Thế nên là nó dễ hơn là đúng. Vậy đây mình có là 2, 3 và 4 đều đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa ạ? Chúng ta sang câu số 8, một câu khá là hay. Chúng ta sang câu số 8, một câu khá là hay trong đề thi ngày hôm nay nhá. À, câu số 8 này là dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch CaSO4H ạ. À, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay chúng mình. Hãy share lại video này bởi nó là free ạ và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào trong video này ạ. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với CaSO4H. Thì chúng ta có này, CaSO4H là không phản ứng được với sắt, toang ạ. CaSO4H là không bao giờ phản ứng được với dung dịch kiềm, các cháu nhớ nhá, toang nhá. Được chưa? Nào nào nào, sang tiếp nào. Ok. Mình phải học thật chất ạ. Ok. CaSO4H thì có tác dụng không tác dụng đối với NaOH đúng không? Vậy ở đây chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ. Chúng ta chọn được đáp án đúng của chúng ta câu số 8 là đáp án D ạ. Ok ạ. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Các cháu nhớ chưa? Được chưa? Đây có ở đây có rất nhiều bạn đang hỏi là đăng ký khoa học của chú. Thì các cháu nhớ này, để đăng ký các khoa học của chú thì inbox cho chú để đăng ký nha. Đây, inbox theo nick này của chú Minh để đăng ký ạ. Nick Vũ Tuấn Minh ạ. Bạn nào mà muốn đăng ký cái khóa học của chú Minh thì các cháu nhớ là inbox cho chú Minh theo nick cá nhân Vũ Tuấn Minh để được đăng ký ạ. Ok ạ, câu số 9 ạ. Đốt cháy một lượng ancol A. Đây, đốt cháy một lượng ancol A. Thế ở đây chúng ta cần đi tìm số mol nhé. Chúng ta tìm được số mol là bằng 4,4 chia số mol CO2 chia cho 44 thì bằng 0,1 mol. 0,1 mol CO2. Chúng ta tìm được số mol nước bằng 3,6 chia cho 18 bằng 0,2 mol nước. Vậy ở đây lại sử dụng một skill nữa của chú Vinh ạ. Chúng ta thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2 phải không các cháu? Chúng ta thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta suy ra chắc chắn ancol của chúng ta là ancol ancol no. Được chưa? Ancol no, vậy ancol no công thức là gì? CnH2n cộng 2 OX. Mặt khác các cháu nhìn nhá, trong đáp án này một nhóm OH, một nhóm OH, một nhóm OH, một nhóm OH. Vậy đây là ancol đơn chức nên x bằng 1. Đây là đề bài cho nhá, đáp án cho nên mình nhìn thấy thế nhá. Vậy thì hoàn toàn ở đây với ancol no này và n nước lớn hơn NCO2 nên mình luôn luôn có là n ancol no thì luôn bằng n nước trừ đi NCO2. Vậy là nó bằng 0,2 trừ 0,1 bằng 0,1. Ok chưa ạ? Vậy mình tìm được là ancol bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là số mol CO2 là 0,1 chia 0,1. Vậy là bằng 1. Vậy mình chỉ có một carbon thôi các cháu nhé. Mình chỉ có một carbon. Vậy đáp án là gì ạ? Đáp án của chúng ta là đáp án A. Rất là dễ luôn ạ. Rất là dễ luôn ạ. Các cháu theo dõi buổi học hôm nay có hiểu không ạ? À, chúng mình có giải nhanh quá không các cháu ơi? Các cháu có thể bảo xuống dưới để chú Minh biết để chú Minh có thể giảng chậm hơn các cháu ạ. Cháu nào không hiểu thì hỏi ở dưới nhá. Nào chúng ta sang câu số 10 nào. Tên gọi của anh này là gì? Các cháu nhìn nó chú Minh vẽ này nhá. Đây vẽ là anh này này. C C C. Ôi chỗ này hơi ít. C C C C C C Đây, nhiều cháu gọi như này là chết ạ. Các cháu nhớ nhá, mạch chính phải là mạch chứa nhóm CRO và dài nhất. Đây đây phải mạch chính này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Được chưa? Vậy anh này là gì ạ? 3-metin. 3-metin, 3-metin. Được chưa? Mẹ em phải bón phân pentan nan. Được chưa? 3-metin pentan nan. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B, bỏ. Ok ạ. Được chưa? Các cháu thấy không? Rất là dễ thôi ạ. À, hãy share video này bởi đây là một video free ạ, giúp chúng mình tag các bạn mất gốc vào trong video này vậy ạ. Câu số 11. Câu số 11. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam ancol nitrilic. Nhiều cháu quên ancol nitrilic là không làm được đâu.
Anconetilic C2H5 OH. Chúng ta tìm được số mol ancol luôn ạ. Chúng ta tìm được số mol ancol luôn là 4,6 chia cho 46 thì bằng 0,1. Được chưa? Đốt cháy thì thu được oxy. Ở đây chúng mình viết phương trình và cân bằng phương trình rồi. Thì thu được đây anh này là thu được CO2 cộng với lại nước ạ. Ở đây mấy carbon ạ? Hai carbon các cháu ạ. Hai carbon, đếm số hydro này 5 cộng 1 là 6. 6 chia cho 2 thì còn 3. Được chưa? Đếm số oxy này 3 cộng với 4 là 7, 7 trừ đi 1 thì còn 6, 6 chia 2 bằng 3. Vậy anh này số mol là 0,1 nhân 3 thì còn là 0,3. 0,3 mà nhân với lại 2,4. 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu các cháu? 6,72 lít. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, rất là dễ thôi ạ. Cực kỳ dễ dàng ạ, các cháu nhớ là khi học chúng ta phải comment đáp án thì chúng ta mới nắm được bài tốt nhất. Và việc sai hay đúng không quan trọng, sai hay đúng là có chúng mình ở đây rồi. Còn lại cái việc của các cháu là chỉ cần comment đáp án thôi. Ôn thi để cho điểm thật cao nhá. Rượu nào sau đây dùng để điều chế propanan? Rượu nào sau đây cần dùng để điều chế propanan? Propanan là đây ạ, cháu này ạ. Đây, cháu propanan đây ạ. Vậy để điều chế ra cháu propanan thì phải đi từ cháu rượu này ạ. OH đây ạ. Được chưa? Và cháu này, rượu này tên gọi là gì ạ? N-propylic nhá. N-propylic, chữ N là để nói chúng ta biết là mạch thẳng dài ạ. Với đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ, à, các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài chưa ạ? Câu số 13. Wow, câu số 13 là một câu mà chúng mình cực kỳ thích luôn. Bởi vì nó không chỉ là thi ở lớp 11 mà nó còn thi cả ở lớp 12 nữa cơ các cháu ạ. À, câu 13 này câu cực kỳ quan trọng nhá. Cháu nào mà chưa nắm được thì nhìn kỹ vào đây và giúp chúng mình tác các bạn mất gốc ở đây, bởi vì các bạn chỉ cần nhớ một tẹo này thôi là sẽ làm được này. Sau này chúng ta sẽ rất hay bị hỏi là phản ứng tráng gương, thì chỉ cần nhớ cho chúng mình thế này thôi. Để tráng được gương thì hoặc cháu nó phải có chó. Được chưa? Hoặc cháu nó có HCOO. R phải. Vậy thôi ạ. Chỉ cần nhớ như vậy là mình đã làm được chắc chắn một câu rồi. Đây, cháu này không có chó. Toang. Ok chưa ạ? Cháu này có chó. Một cháu. Cháu này có chó. Hai cháu. Cháu này không có chó. Toang. Cháu này có chó. HCOO. Lấy. Cháu này có HCOO. Lấy. Một, hai, ba, bốn cháu. Vậy là chúng ta có tổng cộng bốn chất có phản ứng tráng gương. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Rất là dễ ạ. Chỉ cần theo dõi mỗi cái buổi ngày hôm nay thôi của chú Vinh là cháu có thể làm được rồi. Ok. Sang câu số 14, một câu dễ dàng nữa. Câu số 14, một câu cực kỳ dễ dàng nữa. HCSO có tên gọi là gì? HCSO có tên gọi là gì? Các cháu nhớ không ạ? HCSO có tên gọi là gì? Ở đây các cháu lưu ý nhá. HCSO này, gọi nó là anhydride formic cũng được. Gọi nó là metenan cũng được. Gọi nó là formaldehyde cũng được. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Bonus thì cho các cháu là anh này là dung dịch phosbon thì còn được hay được sử dụng để ngâm xác động vật, thực vật thối rữa. Ok, câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Đấy các cháu thấy học bài có hiểu không ạ? Câu số 15 ạ. Chúng mình giảng này có nhanh quá không ạ? Câu số 15. Cho 17 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức no ạ. Đơn chức no ạ. Đơn chức no kệ đó, chẳng quan tâm. Được chưa? 2 ancol đơn chức no thoát ra 4,48 lít khí hydro. Chúng mình tìm được số mol hydro bằng 4,48 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,2. Câu này để giải nhanh được thì các cháu hãy sử dụng công thức siêu kinh điển của chúng mình ạ. Một công thức nhưng và giải được hầu hết mọi bài của ancol. Đấy là công thức như sau ạ. Khối lượng của chất rắn trừ đi khối lượng của ancol. Cháu nào chưa biết thì ghi lại nhá. Chia cho 22 thì bằng số mol nhóm OH và bằng 2 lần số mol H2 ạ. Đây ạ, công thức này cực kỳ dễ nhớ thôi ạ. Đây ạ, công thức này chúng mình đã dạy ở trong bài ancol cho các cháu rồi đấy ạ. M chất rắn trừ M ancol bằng NOH và bằng 2 lần NH2. Vậy ở đây đề bài hỏi khối lượng của hỗn hợp muối chính là M chất rắn. M ancol đề bài cho chúng ta bằng 17 rồi. Chia cho 22 thì bằng 2 lần số mol H2 là bằng 2 nhân với 0,2. Đến đây chúng ta bấm máy tính tìm được M chất rắn luôn ạ. 2 nhân 0,2 bằng 0,4 nhân 22 cộng 17 bằng... Kết quả của chúng ta bằng 25,8. Tô được ngay đáp án đúng là đáp án D luôn ạ. Tô được ngay là đáp án đúng là đáp án D. Đây chúng mình thấy là có rất nhiều cháu đang muốn đăng ký khoa học chúng mình. À, các cháu hay cháu nào muốn đăng ký khoa học của chúng mình kể cả khóa 8 cộng, kể cả khóa 9 cộng thì đều inbox cho chúng mình nhá, để chúng mình tư vấn nhá. Ok, thank you các cháu đã đang và ủng hộ chúng mình ạ. Câu số 16 ạ. Câu số 16. Anhydride no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là anhydride no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là anhydride no đơn chức mạch hở. Ví dụ những thằng sau là anhydride no đơn chức mạch hở này,
HCSO, CH3, CHO, chúng mình viết gọn là CH2O, viết gọn là C2H4O, được chưa? Vậy thì chúng ta nhìn thấy là tất cả bọn này đều có chung công thức là CnH2nO, đúng chưa? O2 là vứt, đúng chưa? CnH2n-2 vứt, CnH2n+2 vứt. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B bò các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B bò nhá. Ôi dễ không ạ? Cực kỳ dễ ạ. Câu số 17 nào. Câu số 17, câu số 17 này nhìn hơi kinh một tí xíu thôi, nhưng mà chúng mình nghĩ rằng là tất cả các cháu mà đang học chúng mình thì đều có thể mà giải được cái câu này ạ. Câu này rất là dễ thôi, không có gì khó. Những cháu nào mà sợ thì nhìn kỹ vào đây nhé. Cái anh này là anh tổng là công thức tổng quát của an can, coi như một lần chúng mình ôn lại kiến thức lý thuyết cho các cháu này. Anh này là công thức tổng quát của an can này, được chưa? Nên bỏ an ken đi, được chưa? Anh này là công thức tổng quát của an côn này. An côn này, an côn một nhóm hoặc là an côn đơn chức, đa chức bỏ đi, đúng chưa? No bỏ đi, vậy là chọn được luôn rồi. Đáp án đúng là đáp án B. Ai đây là công thức CnHn trừ 2 là công thức tổng quát của an kim. Còn lại CnHn cộng 1 CSO là công thức tổng quát của an hít no. Các cháu nhớ nhá, được chưa? Đấy coi như là một lần chúng mình ôn lại ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào đây, bởi vì đây là vừa ôn thi học kỳ, vừa làm bài tập và chúng mình vừa ôn lại kiến thức lý thuyết cho các cháu ạ. Học cái này là ôn kiến thức lý thuyết là thi điểm trên lớp mắc bạ, mắc cao luôn. Câu số 18 ạ. Đây là các cháu nhìn này. Trong này có câu 19 này, đề tham khảo lần 2 năm 2020 này. Câu này chúng mình dự là mẹ sẽ có trong đề kiểm tra học kỳ của cháu nhá. Câu này dự là có chặt luôn. Ok ạ, sang câu 18 ạ. Sang câu 18 ạ. Hợp chất 2-metin-but-2-en. Hợp chất 2-metin-but-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau đây? Hợp chất 2-metin-but-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách của những chất nào trong chất sau đây? Vậy mình vẽ được 2-metin-but-2-en đã. But-2-en là cháu này. Đây ạ, but-2-en, 2-metin đây. Vậy là sản phẩm chính của phản ứng tách từ anh nào ạ? Đây, để mà tách ra được thằng này thì nó phải tách từ anh nào ạ? Đây, tách từ anh này ạ. Đây. OH cắm đây. Và đánh số 1, 2, 3, 4 thì cháu này phải là gì? 3-metin, 3-metin. Mẹ em phải bón butan 2 on. 3-metin butan 2 on. Vậy đáp án đúng của chúng ta, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Các cháu nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 17 ạ. Câu 17 ạ. Câu 17. Sorry cả nhà, chúng mình vừa nhìn nhầm mắt lé ạ. Đáp án đúng của chúng ta phải đáp án C ạ. An can này, đây là an côn no đơn chức, chỗ này chúng mình thiếu ạ. Và an kin an ít no đơn chức. Cái thank you cả nhà, đáp án đúng là đáp án C ạ. Câu số 17 đáp án đúng đáp án C nhá cả nhà nhá. Ok, câu 19 đáp án đúng là đáp án. Câu 18 là đáp án C. Câu 19 thế nào các cháu ơi? Câu 19 là eo, câu 19 dễ ẩn ợt luôn ạ. Câu 19 dễ ẩn ợt. Chất nào sau đây có một liên kết 3 trong phân tử ạ? Úi rồi ôi, cái này mà không biết thì phải học chú Minh nhá. Metan là CH4, toàn liên kết đơn thôi ạ. Ethylen là CH2 nối đôi CH2, có nối đôi CC ạ. Acetylen là CH nối 3 CH. Các cháu nhìn thấy chưa? Có liên kết 3 chưa? Nhìn rõ chưa? Liên kết 3 đây này. Được chưa? Ok, đáp án đúng là đáp án C. Đúng rồi, mê em phải bỏ phí học hành, ôi người đẹp. Câu số 20. Các cháu ơi, chúng ta lại đến câu số 20 rồi. Câu số 20 nào. Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được 3,36 lít CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 3,36 mà chia cho 2,4 bằng 0,15 mol. Số mol nước bằng 3,6 chia 18 thì bằng 0,2 mol. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta lại nhìn thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì chúng ta khẳng định được gì ạ? Ở đây chúng ta chỉ khẳng định được nó là ancol no mạch hở thôi nhá. Nhiều cháu khẳng định đơn chức là toang. Nhá, rất dễ chết ở câu này ạ. À. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C các cháu ạ. À. Ủa, rất nhiều bạn tinh nhá. Rất nhiều bạn tinh chọn C nhá, rất là đúng luôn, chính xác luôn. Câu số 21 ạ. À. Câu số 21 ạ. À. 24,4. Chúng mình thấy là câu 21 này có rất nhiều trong đề cương các cháu nhá. Cho 24,4 gam hỗn hợp X gồm etanol C2H5OH và propan một ôn là C3H7OH. Tác dụng với natri dư thì thu được 5,6 lít khí hydro. Vậy chúng ta tìm được số mol hydro bằng 5,6 chia cho 2,4 thì bằng 0,25 mol. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta đặt số mol của C5H là A mol thì số mol của C3H7OH là B mol. Vậy hoàn toàn đây chúng ta sẽ có một cái hệ phương trình đặc biệt như sau ạ. Và chúng ta sẽ có là 46A cộng với anh này là
60B thì bằng 24,4, 24,4. Phương trình thứ hai để chúng mình có như sau ạ. Đấy là bảo toàn nhóm OH. Chúng ta luôn luôn có là số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol H2 nãy ở một cái công thức kinh điển chúng mình mới ghi ạ. Vậy ở đây số mol nhóm OH sẽ bằng là 2 nhân 0,25 thì bằng 0,5. Mặt khác thằng CH5OH này chỉ có một nhóm OH. Vậy anh này là A cộng với C3H7 cũng chỉ có một nhóm OH. B thì bằng bao nhiêu ạ? 0,5 ạ. Vậy đến đây chúng ta giải hệ là chúng ta sẽ tìm được AB ạ. 1, 2. Vậy anh này là 46 bằng 60 bằng 24,4 bằng 1 bằng 1 bằng 0,5 bằng 0,4 và 0,1 ạ. Một cháu bằng A bằng 0,4 và B thì bằng 0,1 ạ. Vậy thì ngay lập tức ở đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm số mol nhé, các cháu chú ý nhé. Ngày hôm nay đề bài hỏi chúng ta phần trăm số mol, ngày mai mà đề hỏi phần trăm khối lượng thì mình phải đi tìm khối lượng. Bây giờ hỏi phần trăm số mol thôi thì mình sẽ có này, phần trăm số mol này anh này là 0,4 chia cho 0,4 cộng với lại 0,1 thì bằng bao nhiêu ạ? Nhân 100 ạ, bằng 80. Thì anh này là 80% thì anh còn lại là 20%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 80 và 20 ạ. Các cháu thấy dễ không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Nếu mà các cháu hiểu bài thì hãy comment xuống dưới để cho chúng mình biết nhá. Hãy giúp chúng mình share video này lại bởi đây là một video free. Hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây bởi vì đây là những cái câu mà chúng mình chữa rất là chậm và tổng ôn lại kiến thức lý thuyết dành cho các bạn bị mất gốc ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Chúng ta chữa sang câu tiếp theo, câu số 22 ạ. Câu tiếp theo câu số 22 ạ. Những cặp nào là đồng đẳng của nhau ạ? U rồi ôi, câu 22 này rất nhiều cháu hay bị sai ạ. Thề với các cháu luôn là câu số 22 này cực kỳ nhiều cháu hay bị sai. Các cháu nhìn kỹ nhá. Các cháu cùng nhìn kỹ xem các cháu sẽ bị sai ở đâu ạ. Nhìn kỹ đây, nhìn kỹ chú Minh giải này. Câu 22 này, những cặp chất là đồng đẳng của nhau, các cháu nhớ chú Minh nhá, là đồng đẳng là hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, cái này đứa nào cũng biết. Nhưng mà còn một điều nữa là cấu trúc phải tương đồng nhau. Các cháu nhìn này, anh IOH đính vào vòng thơm. Anh ZOH không đính vào vòng thơm. Được chưa? Anh EOH đính vào vòng thơm. Vậy chắc chắn anh Y và anh E là đồng đẳng. Y và E là đồng đẳng. Y và E là đồng đẳng. Loại ngay đáp án C. Loại ngay đáp án C ạ. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Tiếp tục các cháu nhìn kỹ nhá. Vậy bây giờ chúng ta có anh X đây là CH3 CHO này. Anh này, vậy hai anh này đồng đẳng nốt X và T. Vậy đáp án đúng chúng ta là X và T và Y và E. Thấy các cháu thấy dễ không ạ? Rất rất dễ thôi ạ. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 23. Câu tiếp theo câu số 23. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng. Úi dồi ôi, mấy chất lỏng này các cháu hay bị quên nhiều lắm. Đây nhá, phenol. Phenol là một hiện tượng sau khi chúng ta uống xong rượu chúng ta sẽ bị phê và nôn. Styren là một cái hiện tượng mà các bạn nam rất thích khi ngồi bên cạnh các bạn nữ ạ. Đố các bạn biết là hiện tượng gì ạ? Sti đấy ạ. Sti ạ. Đây ạ. Styren ạ. Ancol benzylic ạ. Ancol benzylic. Đây. CH2OH. Đây ba này ạ. Vậy để nhận biết thằng này thì các cháu hãy nhớ cho chúng mình một điều như thế này này. Chúng ta cho anh brom vào nhá. Cho anh brom vào thì phenol cho chúng ta kết tủa màu trắng. Nhớ chưa? Cho brom vào thì phenol cho ta kết tủa màu trắng. Anh này là anh sti ai ạ? Anh này anh sti ai đó thì anh này sẽ có đối đôi CC nên sẽ làm cho ông ta mất màu brom. Còn anh này anh ancol không hiện tượng gì cả. Vậy là chúng ta nhận biết được hết đúng không? Vậy thì thuốc thử đặc biệt nhất để nhận biết những cái bọn có vòng benzen là cứ auto chọn cho chúng mình nước brom. Ok không ạ? Ok không ạ? Đấy rất là dễ thôi ạ. Hãy share video này bởi nó free và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào đây ạ. Câu số 24. Câu số 24. Một câu này cũng có thể sử dụng được skill kinh điển của chú Minh các cháu ạ. Một skill cực kỳ kinh điển của chú Minh cũng có thể sử dụng được cho câu số 24 này. Bây giờ chú Minh cùng giải các cháu để chúng ta cùng thử xem sử dụng như thế nào nhá. Số lượng đồng phân có phản ứng tráng hương. Muốn gọi là tráng hương thì phải là hoặc là chó hoặc là HCOO. Thì chúng ta nhìn này. HCOO thì ở đây có hai oxy mà này chỉ có một oxy thôi. Vậy là loại bỏ bọn HCOO. Vậy là mình sẽ đi nghiên cứu những thằng có chó. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu những thằng có chó. Thế bây giờ chúng ta nhìn nhá những thằng nào có chó. Đây, thế là C5H10O thì đưa nó về dạng có một con chó chìa ra đã. Vậy C5 bỏ đi một con chó, vậy là còn là C4. H10 bỏ đi một hydro trong chó là còn H9.
Vậy đây là mạch chính là mạch C4H9 cắm vào mạch CHO. Thì với skill của chúng mình lại đọc như sau ạ. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có 4, chọn ngay đáp án 4 ạ. Kinh điển không các cháu? Cực kỳ kinh điển. Nhanh hơn cả cô giáo vừa ghi đề bạn phát biết ngay bao nhiêu đồng phân. Ok? Đấy, học chỉ học chúng mình mới có những phương pháp dị và cực dị như này thôi ạ. Nhưng bây giờ chúng mình sẽ giải theo cách giải chậm cho các cháu. Mạch C4 này ạ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, và hôm nay chúng mình viết hết rồi, chúng mình không viết hết nữa. Chúng mình giải theo cách nhanh hơn một chút. Đây, trục đối xứng ạ. Nhóm CSO có thể cắm vào đây là đồng phân số 1, cắm vào đây là đồng phân số 2 ạ. Cắm vào đây là đồng phân số 3, 3, 3. Và cắm vào đây là đồng phân số 4 ạ. Vậy là chúng ta cũng có 4 đồng phân các cháu nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Nào, giờ sang bài tập nào. Sang bài tập nào. Các cháu sẵn sàng vào bài tập chưa ạ? Các cháu ơi, các cháu sẵn sàng vào bài tập chưa ạ? Câu số 25 ạ. Nào nào, câu số 25 ạ. Cho natri tác dụng hoàn toàn với ạ. Cho natri tác dụng hoàn toàn với, cho natri này. Cho natri tác dụng hoàn toàn với 20,5 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức mạch hở. Nhớ chúng mình này, đề bài nói chúng ta là ancol no đơn chức mạch hở. Vậy mình phải nhớ được là công thức tổng quát của ancol no đơn chức mạch hở là CnH2n cộng 2O, đúng chưa? Anh này tác dụng với natri thì sinh ra 1 phần 2 hydro. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tìm được số mol hydro đây là 4,48 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,2 mol các cháu nhá. 0,2 mol hydro thì chúng mình sẽ suy ngược lại được số mol của ancol là 0,2 nhân 1 chia 1 phần 2 thì bằng 0,4 mol ancol. Được chưa? Mà khối lượng ở đây là 20,5. Khối lượng ở đây là 20,5. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối. Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối luôn ạ. Chúng mình tìm được phân tử khối. Chúng ta tìm được phân tử khối trung bình của ancol là bằng đây, phân tử khối trung bình bằng đây 14 12n cộng 2n là 14n cộng với lại 2 cộng với lại 16 thì bằng đây ạ 20,5 chia cho 0,4. Vậy là bằng bao nhiêu ạ? 20,5 chia 0,4 bằng 51,25. 51,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N trung bình ạ. N trung bình của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? 51,5 trừ đi 18 bằng chia 14 bằng 2,375 ạ. 2,375. 2,375 này lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. 2 của chúng ta là C2H5OH. Còn 3 của chúng ta là gì ạ? C3H7OH. Rất là dễ đúng không các cháu? Vậy chúng ta hoàn toàn chọn được đáp án là C2H5OH và C3H7OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Cực kỳ dễ ạ. Những cháu nào mà làm được những cái câu này cực kỳ đẹp trai và cực kỳ xinh gái ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Hãy share video này bởi nó free và giúp Chu Minh tag các bạn bị mất gốc vào đây vậy. Chúng ta sang câu tiếp theo. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Câu số 26 ạ. Câu số 26. Chất có công thức cấu tạo. Câu số 26 ạ. Chất có công thức cấu tạo này có tên gọi là gì? Úi dồi ôi, cái câu này ra là rất nhiều cháu toang ạ. Các cháu biết nhiều cháu toang như nào ạ? Bởi vì các cháu ấy không biết cách gọi tên. Còn học chú Binh là biết cách gọi tên. Nhìn nhá. Đếm này. 1, 2, 3. Để chúng mình vẽ này. Đây, một thằng CH3 này. Hai nhóm CH2 này. Một nhóm CH2 nữa này. COH này. Các cháu nhìn nhá. Đếm nhá. Đếm xem có bao nhiêu carbon nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Các cháu nhìn thấy chưa? Có 5 carbon. Bây giờ các cháu nghe chú Binh này. 5 carbon thì theo La Mã viết thế nào ạ? 5 carbon, số 5 theo La Mã viết như này đúng không? Vậy thằng này tên đầu nó là va. Va lung tung đấy. Vậy nó là gì ạ? Acid valeric. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chúng mình nhé. 5 carbon là V. V là va. Va là va lung tung nên nó là valeric. Ok. Câu 27 ạ. Câu 27 ạ. Ancol nào sau đây tách nước thu được sản phẩm chính là But2en? Ancol nào sau đây tách nước thu được sản phẩm chính là bút 2N ạ. Nào các cháu xem nào. Ancol nào sau đây tách nước mà lại thu được sản phẩm chính là bút 2N? Đây chúng ta có đây. Có butan baon không các cháu? Butan baon làm gì bao giờ có butan baon đâu, mà nó chỉ có butan 2 on thôi ạ. Cái này là sai từ cái tên gọi.
butan một on, butan một on đây, OH cắm đây mà tách nước, tách nước, nhớ tách nước là trong môi trường H2S4 đặc 170 độ C nhá, 170 độ C. Đây để tạo thành butan mấy ạ? Đây là tạo thành là bút một en ạ, mà đây đề bài bảo là bút hai en cơ ạ, nên là toang ạ. Được chưa? Ancol isopropylic đây, cháu này đây, isopropylic đây ạ. Cháu này tách nước thì thu được cháu này cơ ạ. Ok chưa? Vậy là loại nốt ạ. Hai metin butan hai on. Hai metin butan hai on, hai metin butan hai on. Cháu này mà tách nước thu được sản phẩm chính là cháu này cơ ạ. Được chưa? Vì vậy nên không có một đáp án nào đúng ạ. Không là của ai khác, không một đáp án nào đúng đâu ạ. Ok, rất nhiều cháu bị lừa ạ. Câu 28 ạ. Nào, câu 28. Cho 15,6 gram. Cho 15,6 gram hỗn hợp hai ancol đơn chức nhá. 15,6 gram hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp nhau. Đề bài nói chúng ta là đơn kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Đây các cháu nhìn kỹ này. Đề bài bảo đơn kế tiếp nhưng cho này. B là no này, C là no này. Đấy, thế là ba thằng này đều là no. Vậy chúng mình cứ gọi liều nó là ancol no đơn chức đi. CN H2N cộng 2O tác dụng với natri. Ở đây là tác dụng hết. Được chưa? Khối lượng anh này là 15,6. Anh này ăn natri từ tỷ lệ mol 1:1. Được chưa? Số mol natri bằng 9,2 mà chia cho 23. 9,2, 9,2 mà chia cho 23 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,4 mol ạ. 0,4 mol natri. Vậy mình suy ngược lại được số mol ancol, 0,4 nhân 1 chia 1 bằng 0,4, suy ra số mol ancol bằng 0,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối. Anh này là 12N cộng 2N là 14N cộng 2 cộng 16 là cộng 18 bằng 15,6 chia 0,4. Đến đây chúng ta tìm được N bằng, các cháu cùng xem nhá, 15,6. Các cháu chia đây xem bằng bao nhiêu nào? Chia 0,4 này trừ 18 này chia 14 này bằng 1,5 các cháu ạ. Bằng 1,5. Thế mà đây là kế tiếp nhau thì 1,5 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy một cháu là CH3OH, một cháu là C2H5OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok ạ, thấy dễ không ạ? Cực kỳ dễ đúng không các cháu? Nào, mình sang câu tiếp theo, câu số 29 nào. Mình sang câu tiếp theo, câu số 29 nào. Cho các chất sau lần lượt tác dụng với natri, NaOH, Na2CO3 và nước brom. Tổng số phương trình sẽ xảy ra là, các cháu nhìn nhá, xem có bao nhiêu phương trình xảy ra nhá. Phenol, đây phenol ạ, à, đây cháu này phenol. Nhìn xem là cháu phenol này. Phenol tác dụng với natri bởi vì có nhóm OH. 1. Tác dụng với NaOH bởi nó có tính axit yếu. 2. Tác dụng với Na2CO3 và anh này có tính kiềm. 3. Tác dụng với nước brom để tạo thành kết tủa màu trắng. 4. Được chưa? Anconetylic C2H5OH. Anh này tác dụng natri bởi vì có nhóm OH. 5. Được chưa? Anh ancol thì không bao giờ ăn NaOH. Vứt. Ancol không bao giờ ăn Na2CO3. Vứt. Ancol không bao giờ ăn nước brom. Vứt. Được chưa? Ancol anilic là cháu này ạ. Ancol anilic rất nhiều cháu không biết ạ. Đây ạ, có nối đôi CC ạ. Anh này thì có ăn natri, không ăn NaOH, không ăn Na2CO3, nhưng do có nối đôi CC, do có nối đôi CC nên nó ăn nước brom nữa. Vậy chúng ta có tổng cộng tổng số phương trình xảy ra là 1 2 3 4 5 6 7 nhá. 7. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D cơ ạ. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C cơ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C đấy ạ. Ok ạ. Câu số 30 nào. Câu số 30 nào. Tách nước hoàn toàn. Ui câu này hay này. Từ rượu A và B thu được hỗn hợp X gồm các olefin. Các cháu nhớ nhé. Tách nước mà thu được olefin. Vậy chắc chắn rượu chúng ta nó phải là rượu ancol no đơn chức mạch hở rồi. Tách nước để thu được olefin là CnH2n. Được chưa? Ok chưa? Nếu đốt cháy hoàn toàn Y, đây là hỗn hợp Y này. Đốt cháy hoàn toàn Y là cộng oxy thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 0,66 chia 44 bằng 0,015 mol. 0,015 mol. Các cháu nhìn thật kỹ nhá, các cháu nhìn câu này các cháu tưởng khó nhưng mà với câu này của chú Binh thì lại cực kỳ dễ ạ. Nhìn kỹ này.
Có phải là số mol CO2 chính bằng số mol carbon trong y không? Vậy chúng ta tìm được số mol carbon trong y chính bằng số mol CO2 và bằng 0,015 không ạ? Đúng không ạ? Thế bây giờ tách nước thì có làm ảnh hưởng đến carbon không ạ? Không đúng không? Không đúng không? Vậy đây là x. Vậy chúng ta lại cũng bằng chính bằng số mol của carbon trong x ạ. Thế mà x này là đốt cháy trong oxy thì chúng ta tạo ra được CO2 và nước. Đúng không ạ? Thế vậy là carbon trong x thì cũng chính bằng số mol CO2 và bằng 0,015 ạ. Roi này là ăn ken các cháu ơi. Anh này là ăn ken. Ăn ken nên luôn luôn có số mol CO2 bằng số mol nước ạ. 0,015 ạ. Thế CO2 mà bằng nước rồi. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được tổng khối lượng của CO2 và nước nhá. Tổng khối lượng của CO2 và nước 0,015 nhân 44 cộng 0,015 nhân 18 bằng 0,93 gam ạ. 0,93 gam ạ. Các cháu có hiểu câu này không ạ? Các cháu có hiểu câu này không ạ? Rất là dễ đúng không ạ?